Hai xin mến chào cô chú anh chị đến với kênh là cây kiểng của tôi. Và hôm nay là ngày 7 tháng 8. Thì hôm nay con lên cái clip này để giới thiệu và giao lưu cùng cô chú anh chị mình. Đó là một cặp linh sam song hinh ha. Thì hồi nãy con có lên một cặp kia thì có chú kia chốt rồi. Thêm hai ba chú alo nữa. Thì giờ này con lên thêm cặp này nữa nha. Thì chú nào thấy ưng ý ok thì alo con. Đây nè, gốc thì cũng to lắm ha. Rễ bọng đồ thì cũng tạm ok. Cây đầu tiên ha. Cây này cây thứ hai. Cặp này thì con giao lưu giá 150.000 của chú anh chị. Giá này là chưa bao gồm phí vận chuyển nha. 150.000 hai cây linh sam. Hai cây phôi như thế này ha, cho 150.000. Đó, 150.000 hai cây này. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị đã xem video. Thì cô chú anh chị mình thấy ưng cặp này với giá là 150.000, chưa bao gồm phí vận chuyển. Thì cô chú anh chị mình alo con qua số điện thoại đi trên tiêu đề ha. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị đã xem và ủng hộ con.